Cái cá ti ti nó ăn không ngon miệng bởi vì thiếu vị ngọt và vị thơm. Em để vô đây. Thơm thì mình sẽ bỏ một ít tiêu vào. Đây một honey garlic. Tỏi mật ong. Đồ ướp gia vị cao cấp dành cho thú á. Xin chào quý vị. Em chuẩn bị đồ ăn ghê lắm. Tiên cá Tây Ôn là từng học đầu bếp Úc mà được lại giỏi luôn mà. Do là nấu ăn mà sắc xanh nên em không làm thôi đó. Chứ em là chùm nêm nếm luôn á. Mà những nguyên liệu từ tự nhiên chứ không phải là nhân tạo đâu. Đồ ăn của em sáng nay chắc chỉ có sữa chua và một ít bí để nấu canh. Một quả cam tiêu chuẩn sau khi đi phóng sanh về. Xong rồi. Một miếng bưởi đi. Bí nè. Bưởi nè. Sữa chua nè. Dạ rồi, bây giờ tôi ăn xong rồi tôi chuẩn bị đi phóng sanh nè. Đậu bắp nữa, đó. Muốn hết Covid-19 thì hãy ăn sạch sẽ và giữ cho tâm trí mình lúc nào cũng luôn tích cực. Đó, buổi sáng của em.